Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị bàn cờ thế cuộc Nga với thế giới. Nguồn tin từ Facebook Lão Tạ. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ năm 1957, trong cuốn Chính đề Việt Nam của Tùng Phong, nghe nói là bút danh của ông Ngô Đình Nhu. Tác giả đã đưa ra tiên đoán trước sau thì Nga sẽ quay lại châu Âu như trở về với đại gia đình văn hóa của mình. Năm 1991, điều này đã xảy ra. Nhưng 30 năm sau, dưới thời Putin, nước Nga phải tìm đến Trung Quốc, kẻ thù lịch sử của mình bằng thái độ nhún nhường, cầu cạnh của kẻ dưới. Thực sự thì Nga đang dung dưỡng một con hổ luôn đói mồi ngay trong nhà. Giới tinh hoa của nước Nga sẽ khó mà nuốt trôi viên thuốc đắng này. Vì đâu lên nỗi hẳn Putin, một cáo già chính trị, biết rất rõ câu trả lời. Nếu ông đã đọc cuốn Sự trả thù của địa lý, chắc cũng sẽ đồng ý với ý kiến của tác giả. Vì sao tổ tiên của ông cứ phải mở rộng lãnh thổ ra đến mênh mông như vậy? Tuyên bố chung Nga chung nghe thì hùng hồn, hùng hồn ở cái đầu đề nhưng vẫn không che đậy được sự sáo rỗng, đầy tính tạm bợ, cảnh giác nhau của hai con sói cảnh giác nhất là không để mày kéo tao đối đầu với mỹ quân sự thì chả ai thua nhưng mà kẻ nào dại dột mới chối bỏ miếng bánh chúa ban cho riêng hoa kỳ ngày mai nếu như nga tiến quân vào kiev và bị lãnh hậu quả trung quốc sẽ cười thầm theo kiểu ngư ông đắc lợi tình huống khác nếu trung quốc huy động một triệu quân vượt eo biển đài loan đối đầu với liên minh mỹ nhật nga sẽ chờ xem thằng nào chết chìm để nâng cấp bỗng nhớ Nguyễn Trần Bạt khi ông bảo rằng trên thế giới chỉ có vài kẻ chơi cờ, còn lại thì đều là quân cờ, đều là những kẻ lon ton. Nguyên văn lời ông chạy theo phía sau. Lãnh đạo của những nước thân phận quân cờ đừng cố phỉnh rằng mình cũng phải là kẻ chơi cờ mà nên tìm cách để làm sao mình không phải là con tốt gỉn, không bị thí đi khi mà kẻ chơi cờ bí nước hoặc khi họ tạm thời hoãn chiến. Người Việt cứ cảm tính, hồn nhiên ủng hộ Nga chiếm Crimea mà quên rằng mình cũng là cảnh ngộ với Ukraine, bọn mình sống bên một nước lớn còn lâu mới văn minh. Thủ tướng Ba Lan mới đây nói rằng ở bên cạnh nước Nga chả khác nào ở dưới chân núi lửa. Ông chỉ nhắc lại theo cách của ông một câu ngạn ngữ của người Mexico Chúa ở xa còn nước Mỹ ngay sát nách người việt thì ngàn đời nay vẫn truyền nhau con ơi nhớ lấy câu này thằng tây nó tách thằng tàu nó sang nó sang là vì nó ở ngay bên kia dạng rào ba lan thì đã thoát nga và đang đầy kiêu hãnh trở về với thế giới văn minh một bài học hay nhưng cực khó mexico thì vừa ghét mỹ vừa cần mỹ chấp nhận số phận với may mắn lớn dù sao thì nước mỹ cũng không củ chuối như nga hay tàu Ukraine thì đang vật vã giữa hai sự lựa chọn. Thần phục Nga thì yên thân, nhưng mà mãi mãi sống thân phận chư hầu. Thoát khỏi Nga về với châu Âu dân chủ, có thể phải đổ máu, đất nước có thể tan hoang, nhưng mà may ra còn thấy tương lai. Nhưng luôn sẵn một câu hỏi khó trả lời hơn nhiều dành cho giới tinh hoa Ukraine. Ngay cả khi mà chấp nhận ủ rủi ro lớn thì liệu có thực sự thoát được Nga và thoát bằng cách nào? lựa chọn tự do chưa phải bao giờ thoát khỏi cảnh khốn nạn. Ở đâu, bao giờ cũng thế, nhưng mà thiếu tự do thì sống dù sống trong nhung lụa cũng không bằng chết. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bàn cờ thế cuộc Nga với thế giới, nguồn tin từ Facebook lão tạ, đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.